Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 3, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn tiếng Việt lớp 3 tập 1 của cuốn sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Và khi xem video, thầy cũng hy vọng chúng mình hãy like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ thầy mời chúng ta mở sách tiếng Việt lớp 3 tập 1 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống tuần thứ 4 để thực hiện một số hoạt động trong tiết luyện từ và câu, mở rộng vốn từ về mùa hè. Và trước khi đến với bài mới, chúng ta sẽ đến với phần khởi động. Trong phần khởi động, chúng ta sẽ mở rộng vốn từ bằng cách trả lời một số câu hỏi có liên quan đến mùa hè nhé. Câu hỏi đầu tiên đó là: cái gì mà mỗi lần ta liếm nó đều chảy ra nước? Thứ nhất đó là kem, thứ hai là cơm, thứ ba đó là rau. Nào, bây giờ chúng mình hãy suy nghĩ cho thầy biết mùa hè chúng mình thường ăn cái gì các em? Chính xác đó là gì? Kem đúng không? Mỗi lần mà chúng ta liếm hay là ăn thì nó đều chảy ra nước đúng không? Câu hỏi số 2 đó là: cái gì như trong chóng tặng gió mát cho đời? Thứ nhất đó là áo, thứ hai là chổi, thứ ba đó là quạt điện. Nào, bây giờ chúng mình cùng cho thầy biết cái gì như trong chóng tặng gió mát cho đời. Đúng rồi, chính xác đó là quạt điện đúng không? Tiếp theo câu hỏi số 3: hoa gì đỏ thắm trên cành gọi mùa hè tới một mùa chia tay? Thứ nhất đó là hoa lan, thứ hai là hoa phượng, thứ ba đó là hoa mai. Hãy cho thầy biết hoa gì đỏ thắm trên cành gọi mùa hè tới một mùa chia tay. Chúng mình thấy hoa này thường nở vào mùa gì? Mùa hè đúng không? Đó là hoa, chính xác đó là hoa phượng đúng không? Khi hoa phượng nở là chúng mình được nghỉ hè, chúng mình sẽ chia tay bạn bè. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bài học hôm nay, đó là bài mở rộng vốn từ. Tiết luyện từ và câu mở rộng vốn từ về mùa hè, dấu chấm, dấu hai chấm. Chúng mình sẽ thực hiện hoạt động đầu tiên, đó là hoạt động luyện từ. Chúng ta sẽ làm câu hỏi đầu tiên: tìm các từ ngữ nói về mùa hè theo gợi ý dưới đây. Chúng ta sẽ có một cái bảng gồm có 5 cột. Cột đầu tiên sẽ là thời tiết, đồ ăn thức uống, đồ dùng, trang phục, hoạt động. Đây là những chúng mình sẽ tìm những từ ngữ về mùa hè đúng không? Những từ ngữ về đúng rồi, về mùa hè. Ví dụ như ở đây chúng ta đã có mẫu đó là thời tiết thì mùa hè thường là nóng. Đồ ăn thức uống vào mùa hè chúng mình thấy là thường hay ăn kem, uống nước đá đúng không? Đồ dùng thì vào mùa hè thường nóng nên chúng ta thường dùng đó là gì? Đúng rồi, quạt. Trang phục thì mùa hè chúng ta cần phải mặc mát thì áo phông. Và hoạt động đó là gì? Bơi lội. Dựa vào đây chúng ta hãy tìm các từ ngữ nói về mùa hè theo gợi ý như cái bạn ở dưới đây. Bây giờ chúng ta sẽ suy nghĩ, thảo luận với các bạn và anh chị bạn bè để đưa ra đáp án của chúng ta nhé. Sau khi thảo luận xong, bây giờ chúng ta sẽ chia sẻ với bạn bè và sau đây thầy sẽ đưa lên một số câu mẫu cho chúng ta quan sát. Bây giờ chúng ta sẽ thấy là thời tiết vào mùa hè thì thường là gì? Đúng rồi, chính xác, oi bức này đúng không? Rồi gì? Nóng nực này đúng không? Rồi gì? Nắng gắt này, đó là từ ngữ thời tiết nói về mùa hè. Còn những từ ngữ đồ ăn thức uống nói về mùa hè đó là gì? Mùa hè chúng mình thấy là thường là nóng đúng không? Vậy thì đồ ăn thức uống vào mùa hè chúng mình thường dùng đó là gì? Ví dụ như là nước mía này đúng không? Rồi nước trái cây này, rồi gì? Hoa quả này đúng không? Có thể là nước đá nữa. Tiếp theo, đồ dùng. Từ ngữ nói về đồ dùng về mùa hè lúc này đó là quạt điện đúng không? Thì chúng ta thấy là gì? Muốn cho mát thì đồ dùng thường là điều hòa này, rồi gì nữa? Tủ lạnh này và quạt hơi nước đúng không? Trang phục về mùa hè, chúng ta thấy là trang phục về mùa hè thì cần phải mặc cho mát, thì ở đây chúng ta thấy là những trang phục nào, từ ngữ nào nói về trang phục và nói về mùa hè để mặc khi vào mùa hè
ví dụ như là quần đùi này đúng không, rồi váy này, rồi gì nữa, áo ba lỗ đúng không. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với từ ngữ chỉ hoạt động nói về mùa hè. Và mùa hè thì thường nóng nực, vậy thì chúng ta thường có những hoạt động như thế nào, có thể là gì? Đạp xe này đúng không, rồi thả diều này đúng không, vùng mùa hè chúng mình thấy ở vùng quê hay thả diều, rồi tắm biển đúng không. Và đây là những từ ngữ chỉ nói về mùa hè, về các cái chủ điểm đó là thời tiết, đồ ăn nước uống, đồ dùng, trang phục, hoạt động. Dựa vào đây chúng ta có thể hoàn thành trong cái bảng này thật đầy đủ nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Đến với câu hỏi số 2 chúng ta sẽ có yêu cầu như sau, đó là dấu hai chấm trong câu sau. Dấu hai chấm trong câu sau đây được dùng để làm gì? Chúng ta sẽ có một câu đó là các bạn chắc chắn sẽ kể về những chuyến du lịch kỳ thú của mình. Chúng ta quan sát sau dấu hai chấm nhé, đó là ra biển, lên núi, đến thăm những thành phố lớn. Thứ nhất, dấu hai chấm trong câu đó là A, để báo hiệu lời nói trực tiếp; B, để báo hiệu phần liệt kê; C, để báo hiệu phần giải thích. Bây giờ chúng mình hãy dừng video, đọc lại câu văn và cho thầy biết là dấu hai chấm trong câu được dùng để làm gì. Bây giờ chúng ta cùng thảo luận nhé. Vậy thì chúng ta hãy đọc kỹ câu và chú ý phần đứng sau dấu hai chấm để lựa chọn đáp án cho phù hợp. Chúng ta thấy này, các bạn chắc chắn sẽ kể về những chuyến du lịch kỳ thú của mình. Sau dấu hai chấm chúng ta thấy là gì? Ra biển này, lên núi, đến thăm những thành phố lớn. Chúng ta thấy là những cái sau dấu phẩy này chúng ta thấy là cụm từ này nó ngang nhau đúng không? Như vậy thì chúng ta thấy là sau dấu hai chấm sẽ là để báo hiệu gì các em? Đúng rồi, sau dấu hai chấm chúng ta dùng để báo hiệu phần liệt kê đúng không? Như vậy thì chúng ta thấy đằng sau dấu hai chấm thì các bạn sẽ kể về ra biển này đúng không? Lên núi này, đến thăm những thành phố lớn, các bạn ấy đang kể ra một số địa điểm khi đi chơi đúng không? Cho nên chúng ta thấy là sau dấu hai chấm là để báo hiệu phần liệt kê. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3. Đó là chọn dấu chấm hoặc dấu hai chấm thay cho bông hoa. Chúng ta sẽ có yêu cầu là gì? Là chọn dấu chấm nhé, hoặc là dấu hai chấm thay cho bông hoa. Thứ nhất đó là A, mùa hè có rất nhiều loài hoa. Sau bông hoa sẽ chúng ta sẽ phải tìm đó là dấu chấm hay là dấu hai chấm này. Hoa hồng, hoa phượng, hoa 10 giờ, hoa nào cũng đẹp, cũng rực rỡ màu sắc. Câu B, có nhiều hoạt động thú vị mà bạn có thể làm khi hè đến. Sau bông hoa chúng mình sẽ phải điền dấu hai chấm hoặc là dấu chấm. Đi cắm trại, đi tắm biển, tham gia các câu lạc bộ. Nào, bây giờ chúng mình hãy dừng video, thảo luận với bạn bè hoặc là người thân để tìm cách điền dấu hai chấm hoặc là dấu chấm vào sau bông hoa nhé. Thì như lúc nãy chúng mình vừa làm ở bài tập 2 đúng không? Dấu hai chấm thì thường làm gì? Dấu hai chấm thì thường là nói ở phần liệt kê đúng không? Còn dấu chấm thì dùng để làm gì? Dấu chấm, công cụ của dấu chấm đó là gì? Đúng rồi, đó là dùng dấu chấm là để kết thúc một câu kể đúng không? Vậy thì dựa vào gợi ý của thầy, chúng mình hãy điền dấu hai chấm và dấu chấm vào sau bông hoa nhé. Và bây giờ thầy sẽ đưa ra đáp án cho chúng ta tham khảo và câu hoàn chỉnh sẽ là như sau. Mùa hè có rất nhiều loài hoa, như vậy chúng ta thấy là dấu hai chấm, hoa hồng, hoa phượng, hoa 10 giờ, hoa nào cũng đẹp, cũng rực rỡ màu sắc.
Như vậy thì chúng ta thấy sau hai dấu hai chấm sẽ là phần liệt kê kể về các loài hoa, đúng không? Đó là hoa hồng, hoa phượng, hoa mười giờ đều nói về các loài hoa. Như vậy ở đây chúng ta sẽ điền dấu hai chấm thể hiện phần liệt kê đằng sau. Có nhiều hoạt động thú vị mà bạn có thể làm khi hè đến. Dấu gì đây các em? À đúng rồi, dấu hai chấm đúng không? Và sau dấu hai chấm chúng ta sẽ thể hiện phần liệt kê đó là đi cắm trại, đi tắm biển, tham gia các câu lạc bộ. Vậy thì ở đây chúng ta thấy đi cắm trại, đi tắm biển, tham gia các câu lạc bộ đều nói về các hoạt động đúng không? Khi hè hè đến. Vậy là đây cũng là một phần liệt kê. Và đây chúng ta thấy sau dấu chấm lại thể hiện đó là các biểu hiện của các cái từ, thể hiện từ liệt kê ra đúng không, kể ra đúng không. Còn dấu chấm chúng ta thấy thể hiện hết một câu văn, hoa nào cũng đẹp, cũng rực rỡ sắc màu. Như vậy chúng ta thấy đây là dấu chấm. Vậy là thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong tiết luyện từ và câu, mở rộng vốn từ về mùa hè, dấu hai chấm và dấu chấm. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo trong những video tiếp theo nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn và các em rất là nhiều.